Đấy, xin chào các cô chú các anh chị nha. Hôm nay bị đi test Covid cho cộng đồng. Giờ là chuẩn bị cũng như làm video clip để chia sẻ xung quanh coi như cuộc sống gần đây như thế nào nhé, cho cô chú và các anh chị xem. Hôm nay mình đi test, hy vọng là mình không có bị gì nha. Tại vì mình cũng không đi đâu, tại mấy tháng nay mình nằm ở nhà không có đi đâu luôn, nên là mình cũng không sợ. Nên mong là các cô chú sẽ xem ủng hộ cho cái video này nha. Bây giờ sẽ chuẩn bị đi thôi, chuẩn bị đi test. Không biết chưa vô trong đó, không biết người ta có cho quay hay không. Nếu cho quay thì mình quay, không cho thì thôi mình không quay nha. Giờ mình chuẩn bị đi thôi. Xin chào chú nha, bây giờ mình chuẩn bị đi test rồi. Chào cô chú anh chị nha, nay mình tới rồi. Mình thấy cũng vắng người. Không biết tới khi nào mới tới lượt mình nha. Đang chờ đợi xếp hàng thôi. Không biết có cho quay phim không, nếu mà cho thì mình quay nha, còn không cho thì mình sẽ không quay. Phải tôn trọng người ta chút. Thế mọi người cũng chờ đợi, ngồi chờ đợi ở ngoài rất nhiều. Ra đi. Đó chưa? Rồi. Ok, mình đã về tới nhà rồi nè các bạn. Mình đã về tới nhà rồi, nhưng mà ở ngoài đó người ta không cho quay, cho nên mình về tới nhà rồi. Mùa dịch ở về nhà quay cho chia sẻ cho các bạn biết quanh mình nhé. Một ngày mùa dịch ở giãn cách xã hội ở Củ Chi. Tính đi đâu nữa hả? Không, nó muốn viện lý mà xách xe đưa nó viện lý. Viện lý ha. Đinh mà đi đồ đinh rồi sao? Câu đó nói sao dài lắm mà. Quên rồi. Nhà buồn quá hả? Đủ với giãn cách xã hội đi đâu? Đi toilet. Đây. Nhau. Dắt đi. Vô đi. Con qua đi dễ đi. Bớt sao. Bò hai rồi. Gái không? À, gái. Vậy. Lấy tiền đóng hoa cá rồi sao chưa thấy ai rồi lấy tiền mua mì gói mình ăn tiếp. Đúng không? Dành ăn mì gói. Giãn cách xã hội mà tiền bạc chứ đâu ăn. Hey, chào các cô chú và các anh chị. Hôm nay là ngày cũng được thời gian lâu rồi không có làm clip, nên làm ở nhà. Bây giờ ở nhà chơi, cho chia sẻ cho các cô chú anh chị biết giãn cách xã hội ở Sài Gòn như thế nào. Mình thất nghiệp mấy tháng nay nằm ở nhà không có làm gì hết luôn, không có gì để ăn luôn. Bây giờ đó, mình ở nhà mình ngồi mình tâm sự chơi. Con chào khán giả đi với chị. Con chó xin chào. Nó cỡ gì vậy? Hả? Nó cỡ gì vậy? Nó cỡ gì?
nhỏ này nó ít ăn lắm rồi cho nó mới ốm ốm vậy nè, cho nên nó à mà ăn nhiều nó mập rồi. Đi quay ngoại nè, bà ngoại kìa, ngoại bà đang ngồi gầu kìa, đây là má mi bình nha các cô chú, bà đang ngồi gầu, gầu chị đang gầu đói tới không có làm, có lấy tiền đâu ba. Dạ đi chơi không, đi không chở mày đi bắt dịch. Con chở cô ba đi vô một cái khu này cực kỳ đã quá chị người chơi luôn, đó chính là khu cách ly. Khu cách ly nằm ở đâu? Nói người ta. Hồn quá xì. Con có đâu có hồn. Cô ba bị hồn. Ôi cô ba sao mấy em thấy quay mấy bà hát Voligo đó cô ba. Tụ tập cho con mang lại với hốt bắt cái đầu đi. Ừ. Ừ. Cô ba chỉ có một cái gì đi thôi. Mang lễ hút cho đi vô khu cách ly đi. Ờ. Ừ. Rồi con có đi thăm cậu ba không? Không. Sao vậy? Vô chổng cho đi luôn chung cậu ba hả? Ngu gì đi. Hỏi câu như đúng rồi vậy. Gì mập? Gì? Người ta đâu có mập đâu. Ốm rồi, mới ốm chứ lộn. Lộn mới ốm. Con hay cậu ba là gì? Mới gồm hả? Mới gồm. Mới hiểu. Mới mà. Trưa nay ăn gì xin? Ở ngoài á, đâu biết ăn gì. Má thì có hộp dịch. Có hộp dịch hả? Ừ. Tôi thấy mì gói không kìa. Kìa. Ủa mì gói à? Có hộp dịch. Ủa. Thì không, dịch là mì gói á. Tưởng tượng hả? Ừ. Em tưởng tượng, ăn rồi cũng tưởng tượng nữa. Ăn rồi cũng tưởng tượng. Có mì gói ăn là ngon rồi con. Con quất, con chừng quất, con cái gói mình thử. Có hai bữa đi vòng vòng á. Vậy con gạt đó, thấy chưa? À, tôi coi nè, hộp mì gói. Rồi còn gì nữa xì, mở ra coi. Dạ, mì gói hết chấm hết. Còn gì? Hết chưa? Đâu, mở ra coi. Mở ra. Đây đây. Cái gì vậy? Ở ngoài á. Đồ đũa xào, đồ que xào. Đồ rồi, như đó thôi. Nữa. Là cơm. Như vậy? Ờ đúng rồi, là cơm. Hay là lợn. Con hát nhảy đi với chị. Con biết cơ hộp đâu hả? Hát nhảy đi. Ngoại, hát ngoại. Hai bà cháu đứng hát nhảy rồi. Chứ tối ngày mà con với bà ngoại ở gần nhau mà hai người hát đi, con hát cho bà ngoại ngoại nghe đi. Hey, không biết mọi người mùa dịch này mọi người sống sao chứ mình ở nhà mấy tháng trời nay thất nghiệp không có gì làm, chả có gì ăn luôn. Vì cái tủ lạnh chống bơ chống bóc. Có trứng gà. Trứng gà quý gì ta? Chả lụa, bắp cải, cà phê, cù cây mặn, rồi xong hết. Không có gì hết luôn. À có một cái này rất là ngon. Ở cả. Chanh. Có chanh. Rồi con đi ra. Chén đi, ước gì không có dịch trời ơi. Không có dịch mà cũng phải đi học chứ. Không có dịch bắt gà. Thôi, bớt đừng ai ăn dịch nữa nha. Gà quá chị dịch Covid luôn. Đúng không? Ăn dịch cái dịch Covid.
hoài nào quá. Quay hoài. Bắt cỡ hả? Không. Dạ. Đang khổ vậy là cú đó. Cú đó ít thôi cỡ 500 tỷ được rồi. 1 triệu, 2 triệu gì đã có gì. Cú ít thôi cỡ 500 tỷ được rồi. 500 tỷ bán nhà luôn hết. Đáng quá. Gì? Nhân gì?